điều quan trọng tất cả mọi thiên trên thế giới trên cái livestream hiện giờ cũng 5-7-5-800 người không? Cái này cũng làm cái clip thôi, cái này nó bữa nay chủ nhật nó chuyện gia đình nhiều không? Thì ở trên núi ngày đầu là mua cái núi 214 trong đó có 6 có bản để 60 á, không danh. Tại một cái núi là tốn tiền rồi đâu có danh gì đâu, bị chửi vừa ra là bị chửi. Ngày qua có giải thích là 8 bề thọ địch đó, không danh, không có lợi, cũng chẳng có lợi gì hết. Bị anh em vừa bị mấy đứa con mà đang học đại học nó không hiểu, nó la ba nó nữa, đừng nói chuyện người ngoài. Không danh, không lợi, không vận động gây quỷ. Và tới ngày hôm nay mình cũng chưa gây quỷ, chưa vận động gây quỷ. Không danh, không lợi, không vận động gây quỷ, không liên hệ bất kỳ tổ chức nào, đúng không? Nghĩa là không có chia liên hệ trực tiếp vô một cái đảng phái chính trị nào hết. Chứ đâu có liên hệ bất cứ chính trị nào, chứ chơi trong đời chưa giống như anh em vậy đó. Chứ cũng không có phải cộng sản, chẳng có phải quốc gia. Nhưng mà trong cái hội quốc phá có nhiều người hiểu lầm là giữa cộng sản quốc gia, chứ phụ vẫn mang cờ đỏ, cờ vàng ba sọc đỏ, vẫn nói chuyện phay phay. Có một thằng một nó mang cờ cái đó, mình ở cái mối hàng mà. Nhưng mà trong đó có nhiều cái hiểu lầm lắm. Ổng là người chánh nghĩa, mình chỉ biết vậy. Rồi không danh, không lợi, không vận động với quỷ, không liên hệ bất kỳ tổ chức nào, không làm phiền ai đó. Hay mình có làm phiền ai không? Vậy mà bao nhiêu thằng đó, nó giả nào là thiên tử Minh Dương, rồi nó giả nào là Ngọc Hoàng Thượng Đế, tôi là cha của Kiệt nè. Đó nhiều người đó, ngâm tuồng lắm. Cái chúng sanh nó vô mình đến độ mà khi ngày mai nó thảy như khúc củi á, chỉ có cái hồn nó biết là cái hồn hối hận thôi. Cái hồn hối hận thì đâu còn xác để mà lại sám hối cha nữa đâu, đúng không? Thì bây giờ mình mới nói tại sao á, con người á, đến ngày hôm nay cơ trời lộ quá rõ rồi mà họ vẫn cứ chơi chơi lì lì. Rất là nhiều người vẫn còn chơi chơi lì lì. Ví dụ mấy năm đầu việc này còn không có lộ cơ nhiều, nói ít ít, mé mé, dìm dìm. Nhưng mà sau này mấy vị nói giờ chót rồi con cứ lộ những cái gì mà giống như của con thuộc về mà trong phạm vi của Kiệt được nói á, để mà giờ chót giống như steroid vậy đó, vô người chạy nó rút rồi không còn gì mà ấy nữa, thì từ đó thì cũng mới lộ ra nhiều thứ. Chứ còn so với cơ trời Phật sự hồn chỉ lộ có 30% thôi, mà đã trúng trên thế giới hôm nay 90% rồi. Dầu cho mình có ra cái clip này 206 hay là tới 300 hay tới 1000 cái clip, dầu cho thủ có ngồi đây chót chót mà nói chuyện cho tới 10 năm hay 20 năm mà già đây nữa, mà Đức Thầy mà không xuất hiện á, nó cũng là một cái huyền thoại của một cái thời đại này, đúng không? Nhưng mà cái chuyện đó sẽ khó mà xảy ra. Tức là sẽ xuất hiện thì mọi chuyện nó sẽ rõ ràng hơn. Còn hôm nay mình cứ ngồi ở đây mình nói, mình cứ ra clip để cho mọi người biết là cơ trời đi vẫn đúng, cơ trời không có sai, Phật không có gạt chúng sanh tận thế, và Phật Di Lặc sẽ xuất hiện cứu nhân loại. Đức Thầy sẽ không bao giờ bỏ mấy chục triệu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đang chờ Ngài. Ngài sẽ xuất hiện. Kiệt này sẽ đi bên cạnh sư phụ để mà lo nước Việt. Đây 12 giới luật là đa số là họ thiên ai cũng hiểu rồi, phải không? Đọc sơ sơ 12 giới luật. Có nhiều người mới, ta nghe clip mới, ta không có biết. Hoặc là nước đệ tử lâu ngày quá ỷ y lại, không thèm coi lại. Thứ nhất, nhân lễ nghĩa, chí tính,
có hiếu cha mẹ, làm tròn tứ trọng ân, ân tổ tiên, ân đất nước, ân đồng bào tam bảo. Đó là cho mấy lãnh đạo chỉ là một giới thôi, là mấy ông sẽ được cắt bia lên đá liền á, lịch sử sẽ thương vô cùng. Giới thứ hai, không giết người, tự tử, sát sanh, hại vật, phá thai, nên ăn chay và ăn tam tịnh nhục. Chữ tam tịnh nhục có nghĩa là mình không thấy, không chỉ và không nghe cái con vật. Thầy mà thì là bên Miến Điện hay Thái Lan hay là những vị thầy Tây Tạng là tam tịnh nhục, hay là Nam Tông mà bên đạo Phật mà Nam Tông á, hoặc là thời xưa Phật Thích Ca là cũng là tam tịnh nhục, tức là đi khất thực, ai cho dạng cái đó. Tại sao hôm nay Thiên Tâm bề trên lại để tam tịnh nhục? Là vì đạo Thiên Tâm là cái gốc cây, đạo Phật là nhánh cây, đạo Công giáo là nhánh của cái thân cây, đạo Hồi là cái nhánh, đạo Ấn Độ giáo cái nhánh, đạo Thiên đạo Tinh Lành, tất cả đều là nhánh trong cái nhánh. Còn cái cây á, là của cái quả đi cầu này, của cõi trời luôn. Thì cái thân cây á, phải mở rộng, độ một chúng sanh phải dùng đủ phương tiện. Ví dụ một hàng thường, ví dụ nói một hàng một ngày nó uống một lượt một hơi á, 12 lon bia. Rồi nó hơi bớt lại đi 2 lon. Còn mấy ông thầy á, bỏ, không được đụng tới rượu. Mấy ông thầy phải nói như vậy, ông càng nói càng mạnh thì làm cho người ta đó cứ nghĩ ông là thần thánh. Trường trai lúc nào trên mạng á, mấy Phật tử trai trường trai tối ngày cứ nói vậy để cho người ta nghĩ là cái người đó tu giỏi, nhưng mà nó không có cái hiệu quả. Còn tiếng nói chuyện này nói là thật việc thật. Hiệu quả có nghĩa là sao? Hiệu quả là người ở Mỹ hay là người ở Hồ đang đánh cá ngoài biển, con kêu họ làm như vậy, họ làm nổi không? Họ sẽ chạy và họ tiếp tục sát sanh làm kiếp thú. Cái quan trọng nhất, mình không có tạo công đức, mình cứ giống như một người vậy, đừng có đi mượn tiền của xã hội đen để mà tiền lời cao. Mình có nhiêu mình xài nhiêu. Thì cái tam tịnh nhục nhỉ, ngưng nghiệp, ngưng tạo nghiệp. Không biết tu thì cũng không có tạo nghiệp, chỉ có tạo nghiệp mới là trả không có nổi. Còn trong này ở trên cũng mở ra một con đường là nên ăn chay mà, đúng không? Cho nên nó có sự chọn lựa. Cộng lại một cái đạo mà sẽ thống nhất toàn thế giới đâu phải là chuyện bình thường. Bây giờ mấy Âu Châu á, nó kêu nó đừng có ăn mấy con nhúng chích đó, là nó nghe lời là mình đã, là nó đã thành Phật rồi á. Cái nó đó tại sao Ngài Đạt Lai Đạt Ma đại diện cho Phật giáo đi khắp năm châu rất là lỗi lạc, rất là nổi tiếng, nhưng mà không có độ được. Mọi người có thấy không? Được giải Nobel Hòa Bình năm như ta 2009 là đạo Phật là đạo từ bi, không chiến tranh. Nhưng mà Ngài chỉ là giống như một người super movie star nổi tiếng như nguyên thủ quốc gia thôi. Cái ngày đâu có loan truyền được cái đạo Phật, loan rộng được cho những người đó. Ngài đến một cái pháp hội có thể 5.000 người Mỹ tức để nghe những cái lời hay thôi à. Nhưng mà kêu họ theo cái đạo, họ không chịu theo đạo Phật. Có hiểu không? Họ chỉ thích ngồi thiền để mà giống như dạng cho cái mind nó relax thôi, tại họ không biết ngồi thiền. Nhưng nếu sau này chư phụ nổi tiếng, chư phụ cũng đi diễn thuyết như vậy, 5.000 người có đạo Thiên Tâm, có cái lối thoát, có cái đường đi cho họ, và họ có sự so sánh ở bên Công giáo thì không có những cái hay này, không có những cái triết lý là có nghiệp, cái hồn tái sanh đồ này nọ, rồi ngồi thiền sức hồn nữa, Thiên Tâm đủ. Con nghĩ cái đạo nó sẽ lon truyền không? Thí dụ chúng một người professor, ổng có 5.000 học sinh ở một cái trường giống như UC Stanford hay là Berkeley đi, rồi ổng dạy là đệ tử ổng, con có tưởng tượng nghe nó sẽ lan truyền cái đạo Thiên Tâm rất là lẹ, tại có đầy đủ những gì họ đang cần.
Chẳng qua trong lúc này họ chưa có biết cái hạt giống cha đã gãi xuống ngày 16 tháng 3 năm 2017. Nhưng mà hạt giống nó chưa mới có mọc mầm chút mà chưa có lớn. Tại sao sư phụ cứ nói, thì cứ nói là trên mạng nó là đạo sẽ thống nhất thế giới, là vì trên trời là đạo, đạo thờ cha không à, thiên tâm đã có trên trời rồi. Và 3.000 cái thành tinh mà kia, mấy thằng UFO á, mấy thằng ấy là nó cũng đạo mình như vậy thôi à, nó cũng ngồi thiện, nó cũng khấn cha thôi. Phật là một giáo sư Phật 2560 năm về trước, cha đã có hàng tỷ năm quả địa cầu. Tất cả những gì Phật đều là con của Thượng Đế. Chỉ có ma quỷ thời nay nó làm cho cái đạo pháp, cái pháp này thì nó nói ngược lại. Thiên tâm sẽ làm cái đạo Phật thịnh trở lại. Đạo Phật thịnh có nghĩa là tất cả chúng ta hôm nay còn đọc Lăng Nghiêm giống như hồi nãy là cái phước của đạo Phật. Ở trong chùa hiện giờ mấy thầy mẫu vàng không đọc, tại mấy ông đọc cái đó mà ông sẽ mất đi một cái cảm hứng. Cảm hứng gọi là cảm hứng khoái gái. Không ai đọc cái này là mất cái cảm hứng, mình phải nói thiệt. Cho nên đa số mấy thầy không có đọc Lăng Nghiêm trong chùa. Bởi vì chùa dạy mất con á, khi nào mà một tháng hay tuần phải đọc một lần Lăng Nghiêm. Nếu không mình skip Lăng Nghiêm, mình đọc Thọc Chú Chí Đại Bi. Khi nào mà mình rất là giống như depression, muốn clear cái đầu và muốn giống như nét ông chồng chừng mấy ngày á, thì đọc. Nhưng mà lúc đó phải là thân phải thanh tịnh, tắm rửa chà miệng đàng hoàng ăn chay, không có được ăn đồ mặn là cái vô đọc liền, mà hiểu không? Thì Lăng Nghiêm. Còn người nào mà đọc Lăng Nghiêm mỗi ngày á, mà không có giữ thanh tịnh á, nó làm cho mình nóng tánh á. Tại vì mấy ông thần Lăng Nghiêm lửa không à, ổng là khà 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 vậy đó. Cho nên khi mấy ngày mà hiện trước mặt mình nói mấy gì đây nè à, là làm cho mình rất là nóng. Nhưng mình rất là sharp, tức là người nào đầu Lăng Nghiêm ra đường làm ăn hay là bất cứ cái gì sẽ là giống như là độc cô cậu bại, không ai gạt được mình. Đọc Lăng Nghiêm là đọc câu bại. Giới thứ ba, không nói dối, không nói ra vào, nói lưỡi hai chiều, gây chia rẽ người khác. Giới thứ tư, không tham lam, trộm cướp, hối lộ, làm tiền người khác, cho dây nặng lãi. Giới thứ năm, phải khiêm tốn, không ngã mạn, tự cao, không hận thù, ganh ghét, muôn con, hại người. Giới thứ sáu, không uống rượu, say sưa, nghiện ngập, không cờ bạc. Giới thứ bảy, không tà dâm, ngoại tình. Giới thứ tám, không sợ nghèo, già, bệnh chết. Giới thứ chín, không ỷ lại tài sản của cha mẹ hay người khác, không lười biếng. Giới thứ mười, không kỳ thị, phải hòa đồng với tất cả các tôn giáo. Giới thứ 11, không mê tín dị đoan, không gia nhập đảng phái hoạt động phi đạo đức, bùa ngải hư ém. Giới thứ 12, phải đọc kinh, phải đọc một thời kinh ngồi thiền mỗi ngày. Mỗi một cái giới ở đây á, lúc mà mấy vị đạt cho mình nó có ý nghĩa. Ví dụ như sư phụ là người giữ được 12 giới này hiện giờ, còn mấy con thì mấy đệ tử họ thiên thì chỉ mong một giới giới cuối. Còn cái giới số 1 nó cũng hơi khó đó nghe. Còn sư phụ là 12 giới hiện giờ luôn. Đứa nào mà thấy sư phụ khác hơn 12 giới nhớ nhắc nhở giùm sư phụ nha. Là lúc đó sư phụ hơi buồn ngủ á, giống như lái xe kén len á, phải nhắc sư phụ cái này nè, sư phụ phạm 12 giới nha. Cho nên ở ngoài kia mấy chục triệu người, ở đây sư phụ có cả 500 ngàn đệ tử gần gũi này. Thì làm ơn cũng là 500.000 đệ tử này cũng là thầy của sư phụ, đúng không? Chúng ta tu chung mà lẫn nhau. Về trời sư phụ là một thiên tử,
rất là nhỏ tuổi, các con là những chư thiên hay là ông tiên hay là bà tiên, thì mình che chúng nhau đúng không? Và khi mà ở trong thiên đình thì cha sai suốt, thì con có cha lập ra cái đạo để mà tôn, để mà cho dẫn mọi người đi về trời thôi. Nhưng mà về trời chúng ta bạn bè nghe, ở đây thì sao cũng được. Chuyện nó vậy đó. Cho nên khi nào thấy sư phụ hơi cán len nó nhớ nhắc nhở giùm mình, mình cảm ơn. Chứ nó không bị cha ký đầu cũng vậy, ngại nó cười. Ý mình nói là, thì nó là là không phải dễ sống với mấy đệ tử này đâu á. Trời ơi, căng lắm. Có mấy đứa đệ tử á làm sai cái mình vũa nó, trời ơi, là trời ơi, làm con thối tâm bồ đề. Vậy là quên mình dạy từ đầu họ thiên là 3 ngày là quên đúng không? À đầu chó cái lộn đùng có nào, nhưng mà 3 ngày phải vui vẻ nhau hết đúng không? Thì đồng thời mỗi chúng ta có phải đút phải đi và có bi trí dũng. Nghĩa là thấu tâm rồi đã, nghĩa là không có trí, không có dũng lại, là tự động mình ốp đúng không? Người ta nhìn á, theo họ thiên á, là tưởng nó dễ lắm. Mấy con thấy có dễ không? Về trời đâu phải như đi đây qua Houston thì Nam Cali đâu dễ. À, cho nên ngày nào lâu lâu có một hai lần ra kêu cầm cuốn kênh đọc giống như nãy giờ. Nhưng mà mấy con độ được những cái bởi vì tại sao nãy phụ quay cái máy hướng này, để cho trên thế giới người ta nhìn á, là người ta đọc theo là mấy con độ họ, mấy con có công đức á, có phước á, có phải không? Thấy mà ở một phương xa trời xa xôi, trong một cái làng quê Việt Nam nào, người ta copy vô USB Việt Nam, người ta copy USB là coi thẳng TV không, người thấy một đám đọc kinh thì ở nhà cũng đang rảnh là lấy cuốn kinh ra đọc luôn. Có nghĩa là các con độ họ là có con đại công đức. Khi họ đọc bảo đã họ sẽ ghiền. Cái này giống đọc kinh như chocolate. Đứa nào mà ghiền đọc kinh á, là đứa đó là đi đúng đường, là mẹ thương. Nên nhớ nha, khi mình kinh mà lập ra thì chư thiên buông tới đầy luôn, tại họ đứng họ chứng. Và đồng thời họ đem cái report về trên trời á, ở nay chúng thầy tâu với cha với Phật, dạ thưa Phật Bà Quan Thế Âm, chúng con đi xuống trần tới cái địa điểm 909, có nhóm đọc kinh chúng con nghe rất là rõ, trong đó những người thành tâm rất là đọc, có phải là chư thiên tu cũng phải xuống thế gian tu chung với mình á, thật á, là khi mình đọc không phải một mình. Cái bộ qua Houston mà ngồi nói chuyện ở phía cái bờ sông á, là biết bao nhiêu chư thiên mà dưới Long Cung lên, là họ cần có nước. Cái nước giống như oxygen, không khí của mình vậy. Hú hồ đây nãy mấy vị đầy luôn á.